Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với tiếp theo video của Thủy nha. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này là 7 giờ kém cả nhà. Hôm nay là nhằm ngày chủ nhật luôn cả nhà ơi. Buổi chiều mưa tầm tã luôn. Dọn ra bán có mấy trăm ngàn này rồi mưa quá trời luôn. Giờ Thủy mưa từ hồi chiều giờ lận. Giờ Thủy chờ nó tạnh mưa Thủy dọn hàng vô. Nhưng mà trời này nghĩ là không có tạnh đâu cả nhà. Cả mấy tiếng đồng hồ này mà mưa vẫn lớn nè cả nhà. Để Thủy quay cho cả nhà xem nha. Hàng của Thủy nè. Đó cả nhà thấy không, hàng của Thủy nè. Thủy tủ lại quá trời rồi. Đó cả nhà thấy không, đi tủ hết đồ rồi. Nhưng mà chờ nó tạnh mưa vừa dọn mà giờ nó không có tạnh. Giờ Thủy phải mặc áo mưa vô Thủy dọn luôn. Chứ về trễ đau lưng lắm cả nhà. Về nghỉ ngơi mai bán chứ giờ mà mình ngồi mình chờ nó tạnh mưa biết chừng nào tạnh cả nhà. Cho nên thôi giờ Thủy qua Thủy lấy sọt cho Thủy dọn hàng cho cả nhà. Thank you.
luôn. Buồn luôn. Mình dọn từ từ chứ mình ngồi không biết chừng nào mới xong. Từ từ. Từ từ. Mỗi chừng 15 phút là hết. Thank you.
Đừng có mất nó.
nó bỏ lên phòng cây này về con nó đưa đi. Tìm được cả nhà.